Từ lâu cao ngựa luôn được dân gian xem là dược liệu quý hiếm, khi nhắc tới cao ngựa bạch, hẳn nhiều người không còn cảm thấy lạ lẫm khi cái tên này thường xuyên được giới thiệu như một vị thuốc quý có tác dụng đại bổ trong điều trị bệnh xương khớp. Cao ngựa bạch có tác dụng gì là câu hỏi của nhiều người, vậy hãy cùng Nhật Thuận khám phá các công dụng chính của cao ngựa nhé. Cao ngựa bạch từ lâu đã nổi tiếng như dược phẩm quý của y học cổ truyền, có nhiều công dụng sức khỏe và đặc biệt là một vị thuốc không thể thiếu trong dân gian. Hãy cùng Nhật Thuận tìm hiểu những tác dụng của cao ngựa bạch sau. 1. Tăng cường sức khỏe xương khớp, thành phần của cao ngựa bạch chứa một lượng lớn canxi, keratin và phốt phát. Việc sử dụng cao ngựa bạch giúp bổ sung một lượng lớn canxi cần thiết cho quá trình phát triển, bảo vệ xương ở trẻ em, người già hay những bệnh nhân đau nhức xương khớp. Đặc biệt, với người loãng xương, cao ngựa bạch là lựa chọn hoàn hảo giúp tăng cường canxi cho xương, đảm bảo sự chắc khỏe xương. Trong thành phần của cao ngựa bạch chứa một lượng lớn axit con do đây được xem như thành phần chính của sụn khớp, có tác dụng giảm thoái hóa khớp cũng như phục hồi khả năng hoạt động của khớp thông qua việc giảm sự bào mòn, tổn thương khớp. Ngoài ra, trong cao ngựa bạch còn có tới 17 axit amin cần thiết cho cơ thể, trong đó có nhiều axit amin mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Vì vậy, cao ngựa bạch có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe xương khớp cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý xương khớp. 2. Bồi dưỡng cơ thể suy nhược, cơ thể suy nhược phần lớn là do nguyên nhân do bị úm, suy nhược cơ thể giảm quá trình đồng hóa và dị hóa vật thể. Trong cao xương ngựa bạch có nhiều axit amin không thể thay thế vào những men xúc tác mạnh cho quá trình đồng hóa, do vậy cao ngựa bạch tốt cho người có cơ thể suy nhược. 3. Điều trị chứng còi xương, bệnh còi xương do thiếu vitamin D còn gọi là bệnh còi xương dinh dưỡng, là một bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, là lứa tuổi mà hệ xương đang phát triển mạnh. Bệnh còi xương tuy không gây tử vong nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và vận động của trẻ em. Cao ngựa bạch thường chứa nhiều canxi, các axit amin nên được sử dụng như một phương thuốc hỗ trợ điều trị suy nhược cơ thể trẻ em còi xương, chậm lớn. 4. Tăng cường sinh lý cho phụ nữ và đàn ông. Cao ngựa bạch hỗ trợ rất tốt cho những người yếu sinh lý, vì xương ngựa có vị ngọt, tính mát, tác dụng bổ dưỡng, ích khí, mạnh gân với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cao ngựa giúp cơ thể thêm cường tráng, tăng sức đề kháng, tăng sự dẻo dai trong chuyện chăn gối giúp cải thiện chuyện phòng the đáng kể. 5. Cải thiện giấc ngủ và tăng khả năng hấp thụ, cao ngựa bạch giúp con người tạo ra giấc ngủ ngon hơn, giúp cân bằng lượng protein, chất béo và các bo nhi giác. Người lớn tuổi, ăn ngủ không tốt, khả năng tiêu hóa hấp thụ và tổng hợp chất đạm kém cao xương ngựa sẽ khắc phục tình trạng trên vì hàm lượng đạm cao đáp ứng nhu cầu cơ thể những lưu ý khi sử dụng cao ngựa bạch đã biết được cao ngựa bạch có tác dụng gì và tốt cho cơ thể như thế nào vậy chúng ta cần phải có những lưu ý gì khi sử dụng để cao ngựa bạch có thể phát huy được hoàn toàn công dụng vốn có của nó cao ngựa bạch tuy rất tốt nhưng nó vẫn chỉ là loại thực phẩm chức năng không thay thế được thuốc chữa bệnh hiện nay do nhu cầu sử dụng ngày càng cao nên có rất nhiều sản phẩm cao kém chất lượng nên người tiêu dùng phải tỉnh táo lựa chọn và đặt lòng tin đúng chỗ để mua được cao tốt giá cả hợp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình có thể sử dụng cao ngựa bạch cho trẻ em nhưng độ tuổi phù hợp để dùng cao là từ 2 tuổi trở lên. Phụ nữ và trẻ em không dùng cao ngâm rượu. Khi dùng cao ngựa thì nên kiêng ăn các thức ăn tanh như tôm, cua, cá, các gia vị cây nhứa, tỏi, hạt tiêu, nước chè đặc, đậu xanh, rau muống, măng. Ngựa là loài động vật ăn cỏ, từ lâu đã được con người thuần chủng để đưa vào hoạt động chinh chiến, lao động sản xuất, di chuyển, điều chế cao chữa bệnh đặc biệt là cao ngựa bạch. Vậy cao ngựa bạch có tác dụng gì thì đó là nó có thể sử dụng để chữa bệnh gần như hầu hết các bộ phận trên cơ thể. Từ xưa đến nay, cao ngựa bạch được xem như là một vị thuốc quý vì những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Bởi vậy, đây được xem là bí quyết cho những ai mong muốn được sống lâu, sống khỏe. Bạn có nhu cầu mua cao ngựa bạch liên hệ 0968424525 và 0943424525, sự hài lòng của khách hàng tạo nên thương hiệu Nhật Thuận.